X51 Story mến chào quý thính giả. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nói về việc gia đình thì một người đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng một người phụ nữ một chồng 3 con thêm 4 nhân tình trong khoảng giai đoạn thế kỷ 17, nhị đại quốc diễn nghĩa của Việt Nam, khi đó thì rất bất bình thường. Lúc bấy giờ đất nước phân ra đàng trong và đàng ngoài. Đàng trong là chúa Nguyễn, đàng ngoài là vua Lê Chúa Trịnh. Tống Thị một người phụ nữ rất đẹp, có nhiều chồng và mang một tham vọng cực kỳ lớn. Được xem là người đàn bà dâm loạn nhất lịch sử Việt Nam, từng khuấy chọc cả triều Nguyễn với thành tích về kỹ năng làm tình, loạn luân với em chồng, xúi dục gian thần, trừng trị trung thần, cóng rắn cắn gà nhà, đứng núi này trông núi nọ. Làm nghiêng ngã đến an nguy đàng trong của các chúa Nguyễn, khi đã có một chồng và 3 con nhưng vẫn làm mê mệt 2 vị chúa Nguyễn, một tôn thất nhà Nguyễn và một vị chúa Trịnh. Bà là con gái cả của cai cơ ông Tống Phước Thông làm quan lớn dưới triều Lê Mạc. Nổi tiếng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, dáng vóc của gái 3 con mà tựa như gái còn son có thể nói là ngon từ thịt ngọt từ xương. Cộng thêm khả năng ăn nói duyên dáng, lời lẽ đong đưa gợi tình khéo léo, khiến các đấng quân vương thời đó mê mệt. Tống Thị được gả cho vương tử Nguyễn Phúc Kỳ con trai trưởng của vị chúa thứ hai họ Nguyễn sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên, bà sinh cho gia tộc nhà Nguyễn được 3 người con. Viễn tưởng, cứ lấy con trưởng là sẽ được kế thừa ngôi chúa đạt được ước nguyện đỉnh cao của bà ta, nhưng người tính không bằng trời tính. Nguyễn Phúc Kỳ qua đời đột ngột để lại cô nàng Tống Thị xinh đẹp và 3 đứa con thơ. Tống Thị không chấp nhận với cuộc sống hiện tại, với tham vọng của mình bà muốn trở thành một bậc mẫu thiên hạ để nắm trong tay thật nhiều quyền lực. Lúc này khi con trai trưởng Nguyễn Phúc Kỳ qua đời, không lâu sau đó chúa sãi cũng ra đi, vương tử thứ hai là Nguyễn Phúc Lan được tôn lên ngôi chúa, thường gọi là chúa thượng. Tống Thị thì ngày đêm suy nghĩ tìm cách trở thành mẫu nghi thiên hạ và trở nên thật là giàu có. Chợt một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu bà, chà chà chắc chỉ có cặp bồ với em chồng mình là Nguyễn Phúc Lan thì mai ra. Năm 1639, Tống Thị vào phủ yết kiến chúa Nguyễn Phúc Lan, bà ngồi than vãn về tình cảnh quá bủa. Với vẻ đẹp nghiêng thành, tiếng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tay, thêm nữa là cử chỉ gợi tình cùng thân hình tuyệt mỹ làm cho chúa Nguyễn Phúc Lan như bị thôi miên khi nhìn ngắm và nghe những lời nói ngọt của bà. Một lát sau bà tung chiêu bài quyết định thắng thua, trước lúc ra về tặng cho chúa vòng ngọc trăm hoa tỏa hương thơm ngát, giống như ngãi yêu của Thái Lan chỉ cần hít vào là dính bùa. Chúa thấy vậy mùi lòng, rồi ngửi thử, nào ngờ thứ hương thơm từ chuỗi vòng khiến chúa rạo rực và cho bà này ra vào cung tự do, ngày đêm loạn luân hoan lạc. Các quan trọng thần lúc bấy giờ đều ra sức can ngăn vì một là biết bà có ý đồ lớn, hai là nghĩ lẽ đạo lý vì bà là chị chồng của chúa, nhưng chúa thì kiểu phớt lờ đi. Với kỹ thuật ái ân, Tống Thị khiến chúa Nguyễn Phúc Lan từ vị minh quân mà bỏ bê triều chính, để chứng tỏ mối tình nồng đượm với người đẹp, chúa thượng xây một lâu đài nguy nga tráng lệ để cùng Tống Thị hưởng tuổi xế chiều. Chúa bắt trăm họ lấy đá quý, gỗ quý, tập trung nhân công và thợ giỏi để thực hiện việc xây cất. Từ đó, người dân đã đói kém lại thêm siêu thuế nặng nề càng khổ ải. Trong vương phủ, những người oán ghét Tống Thị ngày càng nhiều thêm và ai ai cũng lo cho nghiệp chúa. Được sự sủng ái tuyệt đối của chúa, bà bắt đầu từng bước thực hiện tham vọng to lớn của mình bằng cách nhận tiền hối lộ của những người muốn mua quan bán chức. Thế ai mà muốn diệt trừ bà thì không khéo sẽ được hội tụ với ông bà, lên bàn thờ ngắm gà triệt lông ngay. Một khoảng thời gian sau thị trở nên rất giàu có, với vô số nguồn tiền trong đó có cả nguồn tiền phi pháp, vàng thì khỏi phải bàn, tiền và vàng được xây kho riêng cất giữ. Những quan thần trong phủ chúa hợp sức âm thầm tìm cách tiêu diệt Tống Thị. Lúc bấy giờ Nguyễn Phúc Trung dâng sớ tội lỗi của Tống Thị, cùng với một triều thần họ Phạm cần gươm song thẳng vào phủ chúa mà tâu rằng, đợi chúng hạ thần tâu xong về tội trạng của Tống Thị thì chúa muốn chém muốn giết thì tùy. Chúa thượng sau khi nghe những lý lẽ của trung thần, đã sáng suốt nhận ra được mưu đồ của Tống Thị nên hất bà ra khỏi phủ chúa. Tống Thị lúc này thất thế, Nguyễn Phúc Trung còn tức giận vì hành vi thông dâm và các trò lừa đảo, gian dối của bà, và sẽ chặt đầu bà bêu giữa chợ. Biết ông ta không phải là kẻ nói suông mà sẽ hành động một khi có cơ hội. Tống Thị cả sợ bèn tính đường liên kết với chúa Trịnh. Bà tìm cách viết thư cho cha mình là Tống Phước Thông đang được chúa Trịnh Tráng tin dùng. Trong thư có nội dung nôm na là kêu gọi chúa Trịnh Tráng đem quân vào Nam đánh chúa Nguyễn và cam kết rằng mình sẽ là người đốt lửa giật dây cho quân của chúa Trịnh Tráng. Bà còn hứa sau khi thắng trận bà sẽ ra hầu hạ chúa Trịnh và tặng kèm thêm ngãi yêu là một vòng ngọc trăm hoa khiến chúa Trịnh đọc thư, người mùi hoa tự nhiên cảm thấy bồi hồi, thương mến, muốn gặp ngay người đẹp bèn lập tức quyết định nam chinh. Sai đô đốc Trịnh Đào thống lĩnh các đạo quân thủy bộ kéo vào xâm lấn Thuận Hóa vào năm 1643. Quân Trịnh bị thua tan tác, giấc mơ gặp đại mỹ nhân của Trịnh Tráng thất bại, âm mưu của Tống Thị chưa bại lộ nên không bị chúa thượng trị tội. Năm 1648, chúa Trịnh lại cất quân vào Nam thêm một lần nữa, nhưng vẫn nhận thất bại. Thắng trận vẻ vang nhưng trên đường về đến phá Tam Giang, Phúc Lan qua đời đột ngột. Người ta nghi ngờ rằng, chính do Tống Thị tìm cách hạ độc vì ông có ý xử tội bà, Nguyễn Phúc Tần là người biết được sự việc. Do chưa đủ chứng cứ để xét xử nên đành im lặng để thị tự do nhưng vẫn trong vòng kiểm soát chờ kết quả điều tra.
Nguyễn Phúc Tần lên nối ngôi cha gọi là Chúa Hiền. Chỗ dựa vững chắc của Tống Thị đã sụp đổ. Bà xoay ngược nước cờ quyết bước vào dinh trưởng cơ Nguyễn Phúc Trung. Cũng với những thủ đoạn cám dỗ bằng kiếm mỹ nhân và sâu chuỗi bách hoa ma quái khiến Nguyễn Phúc Trung vừa cầm hoa đã bồi hồi ngây ngất. Tống Thị một lần nữa đã làm siêu lòng ông đại tướng có đời sống kỳ lạ, nổi tiếng độc ác. Phúc Trung người đã từng dọa lấy đầu bà trước đây hùng hổ bao nhiêu nay lại mềm yếu bấy nhiêu, nguyện cúi đầu trước sự mơn trớn của sắc dục. Hai người bắt đầu tư thông với nhau, Tống Thị lại bước vào mối tình loạn luân chị dâu em chồng thứ hai bất chấp miệng lưỡi, chê bai phỉ nhổ của người đời. Chưa thỏa mãn dục vọng, Tống Thị lại xúi dục Nguyễn Phúc Trung mưu đồ phản nghịch để xoán đoạt ngôi chúa. Lúc này cơ mưu bị bại lộ, Nguyễn Phúc Trung bị tống giam rồi mất trong ngục, còn Tống Thị thì bị chém và bêu đầu giữa chợ, gia sản to lớn bị tịch thu. Một người phụ nữ có một chồng và ba con nhưng bằng những biện pháp của mình lại làm say đắm thêm hai vị chúa Nguyễn và một tôn thất nhà Nguyễn, một chúa trị ở đàng ngoài, làm cho cơ nghiệp nhà Nguyễn lung lay không trụ vững thì quả thật là ghê gớm. Giống những người đàn bà lừng danh trong lịch sử, Tống Thị hành động theo sức đẩy của hai tham vọng lớn, quyền lực và của cải. Để leo lên đỉnh cao quyền lực, bà không từ thủ đoạn nào, bất chấp luân thường đạo lý. Để làm giàu, bà lợi dụng quyền lực và câu kết với gian thương, ra sức bóc lột nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp, tạo nên một gia sản, nhất nhì ở đàng trong, giàu chỉ kén chúa. Và dường như thương trường càng nghiệt ngã càng làm cho bà thêm ý chí, nghị lực và thủ đoạn để vươn lên. Dụng, của trời cho, làm lung lạc đấng quân vương. Bí quyết, sát quân vương độc nhất vô nhị, ngài yêu, của thị là chuỗi hoa vòng ngọc liên châu. Chúa cầm lên người thấy mùi hương thơm ngát, lòng dạ bắt đầu, phiêu phiêu. Với sắc đẹp trời ban, nếu như làm những việc tốt hơn thì vẫn được triều thần và nhân dân thời đó yêu mến, nhưng đã là lịch sử thì không có chữ nếu như, vì đó là khía cạnh của một người có tham vọng thời đó. Ở đây chúng ta chỉ khơi gợi để tìm hiểu về những điều đặc biệt, nhằm hiểu thêm và yêu thêm lịch sử nước nhà. Sau khi dẹp được nàng kiều nữ Tống Thị, chúa Nguyễn Phúc Tần rất chăm lo việc chính trị, không chuộng yến tiệc vui chơi. Tuy nhiên, năm 1652, một cô gái xuất thân nghề ca hát quê ở Nghệ An, tên là Thị Thừa với nhan sắc xinh đẹp được lấy vào cung. Từ khi có được người đẹp, chúa Hiền lại nối theo gương cha mình bắt đầu chìm đắm trong tử sắc, suốt ngày vui chơi cùng với người đẹp không đoái hoài gì đến việc chính sự nữa. Chúa Nhân xem sách quốc ngữ, đến đoạn chuyện vua Ngô Phục Sai mất nước vì nàng Tây Thi thì chợt tỉnh ngộ, lập tức sai Thị Thừa mang ngự bào cho trưởng dinh Nguyễn Phúc Kiều, trong giải áo có dấu bức thư ngầm sai Kiều bỏ thuốc độc để giết Thị Thừa. Từ đó về sau chúa, trong việc giảng võ, sửa sang khí giới, chiêu mộ người có đảm, có sức, tập trận voi, luyện thủy quân, mưu đồ tiến lấn ra ngoài bờ cõi. Nhiều nhà sử gia đã bình luận như thế này, gái đẹp quả có mãnh lực vô biên, làm lung lạc cả đấng quân vương. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.